Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay Hoàng Minh sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn cách làm món ruột non khì nước dừa. Như vậy thì món ruột non khì nước dừa được chế biến ra sao? Ngay bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng với Minh vào bếp để làm nhé. Muốn làm được món ruột non khì nước dừa thì đầu tiên thì mình sẽ cần có nửa ký ruột non, một chén nước dừa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 2 muỗng muối, một vài tép tỏi, 3 trái ớt, một trái chanh và mình sử dụng thêm một ống màu vạch tôm nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ rửa ruột non nha các bạn. Thì mình rửa ruột non để loại bỏ cái mùi tanh của ruột non và giúp cho món ruột non chúng ta ngon và trắng hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho ruột non qua một cái thau để rửa. Sau đó thì mình nặn cái trái chanh lúc nãy mình đã chuẩn bị vào. Sau đó thì mình sẽ cho thêm 2 muỗng muối vào. Giờ thì mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Mình bớt khoảng 5 phút cho cái phần ruột non nó sạch và nó loại bỏ cái mùi hôi của ruột non và làm cho ruột non nó được trắng đi. Giờ thì cũng đã khoảng 5 phút rồi, thì ruột non thì cũng đã loại bỏ được cái mùi tanh. Tiếp theo thì mình sẽ rửa ruột non lại với nước sạch nha các bạn. Ruột non thì bây giờ cũng đã rửa sạch rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi khoảng 10 phút để cho ruột non nó ráo nước. Rồi sau đó mình sẽ đem đi ướp nha các bạn. Trong thời gian đợi ruột non nó ráo nước thì bây giờ mình sẽ băm tỏi và ớt. Tiếp theo thì mình sẽ ướp cái phần ruột non. Đây, ống màu gạch tôm. Chúng ta sẽ cho chút xíu nước. Giờ thì mình sẽ cho cái màu gạch tôm vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho tỏi và ớt vào. Tiếp theo là một muỗng đường, một muỗng bột ngọt, một xíu muối, và một muỗng nước mắm nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên.
Giờ thì mình sẽ để khoảng 10 phút để cho các gia vị thấm đều vào trong ruột non nha các bạn. Những cái gia vị thì cũng đã thấm đều vào trong ruột non rồi. Tiếp theo thì mình sẽ khi ruột non. Đầu tiên thì mình sẽ cho một xíu dầu ăn vào. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần ruột non vào đi khìa. Bây giờ thì mình sẽ khìa cho cái ruột non nó săn rồi nha các bạn. Ruột non thì cũng đã săn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước dừa vào. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục khìa trong vòng 30 phút để cho cái nước dừa thấm đều trong cái ruột non nha các bạn. Khi mà các bạn khìa ruột non á thì các bạn chú ý là phải chở liên tục, nếu mà không chở thì nó sẽ bị khét nha các bạn. Sau khoảng 30 phút làm món ruột non thì nước dừa, thì món ruột non thì nước dừa của chúng ta đã hoàn thành rồi nha các bạn. Rất là thơm luôn các bạn ơi, nhìn rất là ngon luôn. Ruột non thì nó cũng đã nguội rồi. Tiếp theo thì mình sẽ gấp ruột non qua dĩa và sẽ xắt ruột non nha các bạn. Sau một khoảng thời gian làm món ruột non khìa nước dừa thì món ruột non khìa nước dừa của chúng ta đã hoàn thành rồi nha các bạn. Thì món ruột non khìa nước dừa này của chúng ta thì mình sẽ chấm vào nước tương để ăn nha các bạn. Đây. Nhìn rất là ngon luôn. Clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo của kênh mình nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.